Chào các bạn, thì hôm nay mình đang bên Viettel Music. Thì hôm nay mình sẽ có một cái chuyến đi giao đàn ở ngoài Vũng Tàu. Thì ở bên Viettel Music Gò Vấp họ bán một cái cây đàn. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn biết là cái quá trình mà chúng ta đi giao đàn ở ngoài tỉnh như thế nào. Thì là cái cây đàn hôm nay mình sẽ đi giao cho khách ở ngoài Vũng Tàu. Đây là cây Kawai BL31 nha. Chung như chính sách giao hàng của đàn cơ thì là ở bên Việt Thanh thì là các bạn đặt cọc trước 50%, còn 50% đối với khách ngoài tỉnh nha, các bạn đặt cọc trước 50%, còn 50% thì bên mình giao đàn xong rồi sẽ thu trực tiếp ở nhà các bạn. Hiện tại bên đây cũng mới nhập về một số lượng đàn rất lớn Golang HB 702, 704 ha. Dòng này mới ra của Dino Điện Golang. Thank you.